Dạ thưa bạch thầy, cho con hỏi là vì có mối tương giao lục căn lục trần, nhưng mà con muốn thầy định nghĩa lại cho rõ lục căn lục trần, cả con cũng con mơ hồ. Lục căn lục trần là đơn giản thế này thôi. Lục căn tức là mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân là ý, gọi là lục căn. Dạ. Còn lục trần á là hình sắc, cái âm thanh, cái mùi, cái vị, cái vật đụng chạm, và cái pháp, chữ pháp hơi khó hiểu một chút. Pháp tức là cái hình ảnh của cái sắc thân hương vị xúc mà mình đã ghi vào bên trong, để cho lúc đó đó cái ý của mình đó nó chỉ làm việc với pháp đó thôi. Tức là cái tâm của mình đó nó có bốn cách làm việc. Một cách làm việc đó là một sự rộng lặng trong sáng tự nhiên. Như hồi nãy thầy nói là bây giờ các vị cứ ngồi đó mà thầy đưa tay là tự nhiên thấy à. Đó là cái thấy, đó là thấy tự nhiên thôi. Cái thấy thứ hai á là cái thấy trực giác. Thế cái biết chứ không phải thấy. Thấy thì mình cũng mắc, bây giờ mình nói cái biết là ý đó. Cái biết trực giác tức là khi mắt tai mũi lưỡi thân á, thì nó vẫn có cái là nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức. Tức là bây giờ cái biết này đó là dưới hình thức là cái trực giác của các cái thức. Sau đó đó, cái thức đó đó nó mới được ý thức thu vào. À, thu vào và cái đối tượng đó một cách nghĩa là tương đối trung thực. Nhưng mà khi thu vào đó đó là đã bắt đầu sắp xếp lại. À, tức là tư duy rồi đánh giá rồi thế này thế kia đó, cho nó làm cái công việc đó để nó sắp xếp những cái đối tượng mà của bên cái mà cái trực giác á nó đưa vào á, thì bây giờ nó mới sắp xếp lại. Thì đó là một cái công việc. Sau khi sắp xếp lại đó thì nó đã tạo thành được một cái hình ảnh đưa vào kho. Cái hình ảnh này nó không phải là cái hoa thật. Ví dụ bây giờ mình thấy cái hoa ấy, nhưng bây giờ mình quay qua bên này, mình vẫn nhớ được cái hoa, phải không? Thì cái hoa mà mình nhớ đó thì lúc đó nó đã là được cái ý đó, nó nắm giữ lại cái hình ảnh của cái hoa này vào bên trong. Ngày mai mình vẫn nhớ lại được cái hoa đó, tức là lúc đó cái hoa đó là trở thành một pháp, là đối tượng của ý, tức là nó là một cái đối tượng hoàn toàn thuần túy của ý mà thôi. Tức là bây giờ không cần nhìn cái hoa bên này, nó vẫn làm việc với cái hoa. Ví dụ như bây giờ nó nhớ lại cái hoa nó vẫn thích, nó nhớ lại cái hoa nó vẫn ghét, nó nhớ hòa lại cái hoa thì nó muốn thế này, nó muốn thế kia. Tức là bây giờ cái ý nó ngồi mà làm việc với cái hình ảnh mà nó thu vào, cái đó gọi là pháp. À, cho nên á, đối tượng của cái tâm có thể là đối tượng của cái trần cảnh bên ngoài, tức là sắc thanh hương vị xúc bên ngoài đó. À, rồi đối tượng đó có thể biến thành khái niệm hay là một cái hình ảnh. À, người ta gọi là ý tưởng hay là ý tưởng. À, ý niệm, ý tưởng rồi đến ý tưởng. Ý tưởng tức là đã thành hình ảnh. À, đây là những cái từ thuộc về tâm lý học. Thì á, khi nó đã trở thành một cái hình ảnh ở bên trong rồi á, thì gọi là pháp. Cái chữ pháp này là pháp, là đối tượng của ý. Bây giờ không cần cái hoa này nữa, ngồi nhắm mắt lại vẫn cứ nghĩ là hoa thế này, cái hoa phải thế kia, mình sẽ mua mấy cái hoa rồi như thế này thế nọ, rồi mình cắm chỗ này chỗ kia như thế nào đó. Tức là rồi mình sẽ nói là mình sẽ cắm đẹp hơn cái này, mình sẽ mua nhiều hoa hồng hơn cho mình thích màu vàng. Thì tất cả những cái đó là anh ngồi anh làm việc một mình anh à. Lúc đó gọi là tiến trình tâm là thuần túy. À, tiến trình tâm trực giác
tiến trình tâm tiếp trợ, rồi tiến trình tâm là thuần túy. Thuần túy tức là anh làm việc một mình anh thôi. Cho nên bây giờ không cần bên ngoài nữa, anh cứ ngồi anh làm việc một mình. Ngay cả thiền định á cũng sử dụng bằng cách đó. Lúc đầu nhìn một đối tượng, xong rồi nhắm mắt lại vẫn thấy cái đối tượng đó, rồi chú tâm trên cái đối tượng đó để cho nó trở thành ra là một cái đối tượng phát sáng, rồi chú tâm đến cái đối tượng phát sáng đó làm cho tâm định lại. Thì đó là cũng là sử dụng cái đối tượng bên ngoài trở thành là một đối tượng của thiền định. Có hiểu chưa? Dạ, có hiểu, cảm ơn thầy.